Xin chào anh, được biết anh là một doanh nhân từ Việt Nam sang Đức có việc riêng, thì đề nghị anh cho bạn đọc của báo Người Việt DE biết mục đích chuyến đi của anh được không ạ? Xin chào báo Người Việt chấm lẽ. Tôi lần này sang bên Đức là được luật sư và tòa án mời tôi sang để giải quyết cái vụ việc cô Thanh mượn tôi 200 ngàn, cô Nguyễn Thị Thanh mượn tôi 200 ngàn. À thế ạ, anh có thể cho biết cái mượn từ bao giờ, cái việc vay mượn này từ mấy năm rồi ạ? Vâng, cái vụ vay mượn này là cách đây 3 năm rồi anh ạ. Nhưng mà trước cái thời điểm vay mượn 3 năm này thì tôi có được một người thân quen giới thiệu tôi với cả cô Thanh, nói là cô Thanh này là một người lấy các cửa hàng ở cái vị trí đẹp ở các khu nhà ga và các khu trung tâm, là trong đó tôi thì tôi cũng định trong thời gian vừa rồi thì tôi cũng định là ý định là tôi muốn mở thêm ngành nghề, nên là tôi rất là có muốn có mối quan hệ như thế. Vâng. Thế cho trước đây 3 năm, cách đây 3 năm thì cô Thanh cô có mượn tôi 200 ngàn để cô xây dựng sửa chữa lại cái quán ăn ăn ở trên Alex. Trong lúc vay mượn đó thì tôi với cô ấy có đi công chứng, đây giấy tờ đi công chứng này, Vâng, đấy là bản thì hợp đồng vay mượn phải hợp đồng vay mượn đi công chứng, và tôi cũng đã có thuê một người tuyên thệ phiên dịch cho tôi. Vâng. Vâng, thế trong cái nội dung hợp đồng vay mượn này thì cô ấy có cam kết với tôi sau 1 năm thì cô giả tôi 100 ngàn, và sau 2 năm tới 2016 thì cô giả hết tôi 200 ngàn, còn nếu cô không giả được tôi thì cô sẽ trả tôi vào cái quán ăn ăn Alex. Vâng. Thế thì như vậy là rất là chặt chẽ đúng không Vâng ạ? ạ. Sau khi ra hợp đồng này xong thì đây có một cái hóa đơn mượn tiền, nhận Hóa đơn. tiền, Vâng, đây là hóa đơn và mượn hóa đơn tiền. nhận tiền của con, cô ấy nhận tiền của tôi. Vâng. Thế sau khi 1 năm thì cô Thanh cô không trả được tôi 100 ngàn thì cô có ra một cái giấy, cô có viết một cái giấy gia hạn, là gia hạn tiếp. Vâng. Đây là cái giấy gia hạn Như vậy của là cô theo Thanh. tôi được biết, như vậy là giấy vay mượn là 2014 Vâng ạ. thì lẽ ra đến 2015 phải giảm 100 ngàn, Vâng thì ạ. cô vì không Cô giảm không được giả được nên cô nên cô làm lấy cái giấy cái giấy này. này để xin Vâng. gia hạn Và kéo đến dài. và cô ấy nói 2016 cô ấy giả tôi À hết cả 200 ngàn này. Thế đến năm 2016 thì tôi có nhờ người thân quen của tôi lên gặp cô ấy để giải quyết vấn đề vay mượn này để trả lại tiền cho tôi. Nhưng mà cô ấy không trả và cô lại đuổi người quen của tôi, và cô nói là cô ấy yêu cầu tôi sang để giải quyết vụ này. Tháng 9 2016 thì tôi có sang để gặp cô để giải quyết cái khoản tiền 200 cô vay của tôi. Thì gặp cô ấy, cô ấy không tiếp tôi và cô ấy lại còn nói những lời khó chịu, cô ấy chửi bới rồi cô ấy đập phá để cô ấy uy hiếp tinh thần tôi. Và cô nói cùng lắm thì cô ấy ăn ắt phia tháng cô ấy giả tôi có 50 ô thôi. Thế tôi lúc đấy tôi rất là thất vọng và tôi rất là buồn. Đấy. Thế cái hôm cô ấy biết được anh thế thì có ai làm chứng không? Trong cái hôm đó thì có anh có anh Quân và cô Minh đi cùng với tôi, còn và có anh Hải chị Mùi à chị quầy của cô ấy, thì có chồng của cô ấy là anh Bình là có chứng đấy. Sau khi đứng ở đấy cũng lâu ấy, thì không giải quyết được thì chúng tôi đi về. Vâng. Sau khi đi về thì cô cũng lưu la là cô cũng có giả tiền tôi, cô giả tiền tôi và cô đã chủ động, sau này cô chủ động cô kiện tôi ra tòa. Cô đã kiện tôi ra tòa thì cô lấy tất cả cái bằng chứng coi như là không có một cái cơ sở gì cả để cô đưa ra cô chứng minh với tòa, và cô đã dùng cô Minh để làm bằng chứng đưa ra nữa, nhưng mà toàn bộ bằng chứng là tòa không chấp nhận, là tòa đã yêu cầu cô ấy là đặt lên bàn 200.000. Đây đây là cái yêu cầu của tòa, yêu cầu bắt cô ấy nộp 200.000 Vâng. tiền tòa để xử lý cái vụ việc này, À thế nhưng ạ. mà cô ta là không chịu. Vâng. Vâng, không chịu đặt 200.000 này lên trên tòa. Vâng, đây cũng là cái bằng chứng là cô ấy kiện tôi, cô là nguyên đơn, là tôi là bị đơn. Vâng, thế là chuyện rất là ngược đời. Vâng ạ. Thế sau khi mà cô ấy không đặt 200.000 lên trên tòa thì tòa có khám xét của cửa hàng của cô ấy và nhà riêng của cô ấy, thậm chí là khám xét túi của cô ấy đều không có tài sản gì đáng giá cả. Đấy. Thế tòa có, sau đó tòa có yêu cầu cô Minh à, cô Thanh để ra kê khai tài sản, nhưng mà tòa yêu cầu 3 lần cô không chịu ra ngoài ra để kê khai tài sản, nên là tòa ra quyết định là bắt cô ấy. À vâng, đây Vâng, là đây một là cái quyết quy định định, cái lệnh bắt mà lệnh đỏ đấy ạ. và lệnh bắt đỏ để bắt Vâng. cô Nguyễn Thị Thanh ạ. Vâng. Như Vâng. vậy là chúng tôi đang trước mặt chúng ta là đang Vâng. xem một cái Vâng, đây là cái lệnh bắt của lệnh bắt tòa. đỏ. Vâng. 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 Thế sau khi cô nhận được cái lệnh này thì lúc đó cô mới chịu ra tòa để cô kê khai tài sản. Thì cô khai tài sản thì
Thực tế ra đây, đây cái bản kê tài sản của cô cũng chẳng có gì, cô có 20 oi. Đấy, cái tài sản của cô chỉ còn 20 oi. Vâng. Đấy, nhưng mà thực tế thì cô lại cũng là cô đang nợ tới là tự cô kê khai cô nợ là tới 700 oi. Vâng. Trong đó là cái khoản các khoản tiền của tôi nữa. Vâng. Vâng. Tức là cô khai nợ đến 700.000 euro. Vâng. Đấy, thế sau khi kê khai tài sản mà cô ấy không có một cái gì để có khả năng là chi trả cả thì ta quyết định cho công ty của cô ấy phá sản. Tức là bị phá sản vậy ạ? Vâng ạ, thì đây là cái quyết định phá sản của tòa. Vâng. Tòa ra quyết định phá sản với công ty của cô ấy. Đấy. Cái quyết định lâu chưa anh? Quyết định này là được một tháng rồi ạ. À thế ạ? Vâng. Vâng. Thế sau khi cái quyết định này ra rồi thì từ lúc đó bên thi hành án họ thường xuyên đến thu các khoản tiền un rác, tức là mình gọi là cái tiền bán hàng đấy. Thu nhập hàng ngày. Và thu nhập hàng ngày cô. Thế sau khi mà tôi tỏa ra cái quyết định mà phá sản này, tôi thực sự lúc tôi rất là buồn, bởi vì tôi cũng thấy rằng tôi hết hy vọng để đòi lại 200.000 này. Thế tôi mất 200.000 này, ngoài ra thì tôi còn nhiều mất mát khác, ví dụ như là anh tôi đã phải đi lại xem này rất là nhiều lần, đi 6 lần. Là tôi đủ thứ tiền, tiền ăn, tiền ở, tiền khách sạn, rồi tiền luật sư, tiền tòa, tiền phiên dịch. Rồi ảnh hưởng đến công việc gia đình tôi nữa, nên là tôi rất là buồn trong vấn đề mà cho vay mượn giữa tôi với Thanh này. Đó là thiệt thòi lớn của tôi. Qua đây thì tôi cũng nói với cả cộng đồng người Việt ở nước ngoài và trong nước là chúng ta khi tìm một đối tác, chúng ta hết sức phải cẩn thận, tìm hiểu kỹ người ta thì trước khi mà để mà giao dịch đó, chúng ta phải tìm hiểu kỹ. Nhưng mà tôi với Âu Thanh này thì cô đã chủ động để cô ấy làm những cái vấn đề mà về tiền nong của tôi, để cô hầu như là cô muốn chiếm đoạt, thì cũng rất là khó lường khi mà mình đã đặt niềm tin với người ta mà mình vẫn bị dính như thế. Nên qua đây tôi cũng cảnh báo với cộng đồng và bà con trong và ngoài nước muốn đầu tư nước ngoài là khi mình làm cái gì mình phải cân nhắc thật kỹ. Và quan trọng là cân nhắc phải tìm hiểu kỹ về đối tượng của anh. Dạ vâng ạ. Đấy, thì qua đây thì mình cũng muốn nói với cả người Việt chiếm em vậy để cho bà con cộng đồng mình cảnh giác hơn. Thì là thay mặt bạn đọc của báo Người Việt chấm đe thì tôi rất là cảm ơn anh hôm nay đã rất là dũng cảm để mà công bố cái sự kiện của cá nhân cho cộng đồng biết, và đây cũng là một lời một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để cho bà con cộng đồng ở người Việt ở Đức cũng như bà con ở trong nước mà có muốn đầu tư làm ăn ở nước ngoài hoặc là cho con đi du lịch rồi là đi du học thì phải thận trọng tìm hiểu các đối tác. Xin cảm ơn anh.